Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Team Madrid. Thì ở video hôm nay thì tiếp tục làm một cái bản mod về game FPS. Hôm nay là một bản mod game FPS mod FIFA 2020. Với bản mod này rất là đặc biệt thì nó được mod với tất cả các giải đấu của châu Á. Đây. Thì đây là một cái người ở bên Indonesia làm nên là sẽ có rất nhiều giải đấu về Indonesia. Đây là các giải đấu của nước Indonesia này. Đấy. Ngoài ra thì có tất cả các giải đấu khác của châu Á, ví dụ như là giải này của Saudi này, giải của Saudi sao ạ, đây là China Super League này, China Super League là của Trung Quốc nha các bạn nha, mình sẽ là China Super League và mình sẽ là vào là Thượng Hải SCPG mình xem vào đấy, sẽ có Oscar này, đây là Hook, Oscar và Hook là hai cầu thủ mà gọi là siêu sao ở giải ở Trung Quốc. Tiếp theo đó là K-League, giải của Nhật Bản. K-League là giải của Hàn Quốc, xin các bạn nhé. Đây là giải của Hàn Quốc. United này, giải từng công xuất trường công phượng từng thi đấu này. Tiếp theo là G-League, đây là giải của Nhật Bản. Đây, FC Tokyo. Vincent Kobe của Andes Iniesta đây. Andes Iniesta và David Villa, đây là David Villa này. Còn đây là Andes Iniesta. Đấy. Tiếp theo chúng ta xem có giải gì nữa. Đây là giải Toyota Thái League. Đấy, có giải Toyota Thái League. Đây là giải của Thái Lan, có mua thông của Văn Lâm này. Mua thông của Văn Lâm. Đây, Văn Lâm Đặng này. Đặng Văn Lâm đấy. Hay là Thái Port này. Đấy, hay là Buningam. Buningam mà sân trường từng thi đấu. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ giải đó là giải Malaysia Premier League, đây là giải ngoại hạng của Malaysia. World Cup Champions League, World Club Champions League. Đây là những cái giải mà các câu lạc bộ mạnh. Đấy. Tiếp theo thì đó là V-League của Việt Nam nhé. V-League của Việt Nam thì có Bình Dương này. Đây là như Sơn La, Khánh Hòa, Bình Định. Thì đây là nó chưa đổi tên hết thì các bạn hãy đổi tên nó ra nhá. Tên là Sơn La, Khánh Hòa. Được. Khánh Hòa. Khánh Hòa các bạn nhá, mình sẽ để Khánh Hòa thôi. Cách này. Đấy, ok, effect. Đây, đầu tiên là Khánh Hòa các bạn nhé. Đấy. Tiếp theo là Cần Thơ này. Đây là Đà Nẵng nhé. Thì là cái, đây là người nước ngoài làm nên là nó không hiểu được cái tên của nước đội bóng của mình. Nên các bạn có thể vào và đổi nó đi nhá. Đây, hoặc là Hoàng Anh Gia Lai đây. Đây. Có các cầu thủ đây, A Hoàng đây. Đấy, các thứ. Đây là A này, Hà Nội DNT này, là Thanh Hóa gì đấy. Ok, tiếp theo thì đó là cái giải quan trọng nhất thì sẽ là có giải của này AFC AFF Suzuki Cup 2020. Thì đây là các đội bóng của đây, Đông Nam Á, đây là đội bóng của Indonesia này, hay là của Việt Nam có nhá. Việt Nam có. Đấy. Tiếp theo thì đó là những cái giải khác, chính là Toyota thầy hay là giải AFC Championship. Đây là giải các câu lạc bộ xuất sắc của châu Á, AFC Championship. Đây là giải của Indonesia này, giải hạng A của Indonesia này, AFC UAE Cup này, đây là giải của châu Á, giải của Việt Nam như vậy nhé, Việt Nam đây, Thái Lan, UAE. Tiếp theo đó là giải UEFA châu Á, đây là giải UEFA châu Á đấy. Thì các bạn người đấy vẫn chưa đào là mob Việt Nam nên chưa có. Đây giải U19 có Việt Nam đây. Đây là U16 này. Hay đây là giải cuối cùng đó là giải siêu sao, các siêu sao châu Á này. Hay là đây các siêu sao rất là nhiều luôn. Đây, các siêu sao gì đội gì mình không rõ.
để ý sao, để ý đây. Đấy. Thì cơ bản là vậy nha các bạn nhé. Em sẽ vào chọn xem có gì. Mình sẽ chọn thử một độ. China Super League đi. Mình sẽ chọn đó là sự hải SGPG. Mình rất thích đội bóng này. Đi có Oscar. Đấy, mình sẽ vào game và chơi thử thôi. Mình sẽ đấu với Bangkok Club, đội bóng của Thái Lan. Ok, khi vào game thì rất là đẹp luôn. Sân vận động khá là đẹp, ok. Không có gì để chê cả. Khuôn mặt thì không được giống lắm nhưng mà mọi thứ cũng được. Nói chung là tạm được các bạn ạ. Nhưng cái này chủ yếu là chơi hay là bởi vì là nó có mod được khuôn mặt. À, mod được rất nhiều giải đấu. Không như các game khác là cũng mod được giải đấu nhé. Game này là mod được giải đấu. Đã cũng không phải là dễ đâu. Cũng khá là khó đấy. Theo mình nghĩ là vậy. Bạn nào mà đã biết quen rồi, đã quen rồi thì sẽ thấy dễ. Còn bạn nào mà chưa đá ấy, à chưa đá bao giờ thì sẽ cũng hơi khó đấy. Không dễ như các game khác đâu. Đá không khác gì được game, không biết soccer các bạn nhé. Ui, không vào rồi. Thủ môn bật, họ bắt rất là tốt. Đấy. Chuyển đi. Húc. Bây giờ thì mình bắt đầu hướng dẫn các bạn cách để tải bản mod này nha. Đầu tiên các bạn dí vào cái phần download dưới phần mô tả video của mình thì nó sẽ hiện ra những cái link như thế này. Đây, những cái link. Thì đây là giải FTF mod tất cả các câu lạc bộ của châu Á, chính là link này. Đấy. Ngoài ra thì trên thì có rất nhiều các đội bóng khác, các link đội hình FTF khác. Ví như là FTF mod King Cup và V-League này, hay là FTF 2020 mod Copa America này. Đấy. Thì bây giờ mình chỉ quan tâm đến cái giải tất cả các câu lạc bộ châu Á đây. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tải nhé. Các bạn chỉ cần bấm vào link này. Link nào cũng được. Các bạn bắt buộc phải tải cho mình ba cái link này về nhé. Chứ không để là một cái được. Các bạn đợi nó load. Khi các bạn bấm vào link thì nó sẽ hiện lên như thế này. Như thế này nhá. Thì các bạn hãy tích vào tôi có phần máy cho mình. Đấy. Các bạn tích vào đây. Thì nó sẽ hiện dấu tích V. Các bạn đợi một chút. Hiện dấu tích V như thế này rồi. Thì các bạn hãy bấm vào cái chữ country ở dưới này. Đấy. Country cho mình. Thì các bạn hãy đợi nó chuyển sang một captcha khác, captcha cuối cùng. Bước này thì các bạn hãy đợi nó chạy về 0 giây. Đấy, số giây nó đang chạy đây, các bạn nhìn thấy không? Đấy, số giây nó đang chạy đây. Nó chạy lại số 0 rồi. Thì các bạn hãy bấm vào chữ get link ở dưới, nó đang lấy link ra. Chữ get link các bạn phải đợi một chút cho nó lấy link. Đây, nó hiện ra cái chữ get link rồi. Các bạn nhìn thấy chữ get link không? Các bạn hãy bấm vào chữ get link này. Đấy, bấm vào chữ get link. Thì nó sẽ hiện ra và các bạn cho các bạn một cái link tải. Thì đây là một cái link media file. Thì các bạn hãy chỉ cần download tải về cho mình. Các bạn chỉ có bấm vào cái phần download tải về cho mình. Đấy. Ok. Tiếp theo thì các bạn hãy vào cửa hàng vào đây. Các bạn tải cho mình app Zachiever. App Zachiever bình thường thôi. Đây Zachiever nhá, các bạn hãy vào tải cho mình. Đây thì app Zachiever mình đã tải đây. Mạng lag quá. Đây Zachiever mình đã tải đây nhá. Tiếp theo thì mình sẽ xóa bỏ cái game mình vừa chơi đi. Xóa bỏ đi, đây. Mình sẽ vào lại Zachiever. Và tiếp theo mình sẽ chọn cái phần download của bạn nhé. Đây, các bạn thì mình xuống cái phần download. Mình có phần download này. Tiếp theo sẽ chọn các bạn chọn cho mình ba cái tệp này. Đây, tệp OBB, tệp Data và APK đây, hai tệp này. Đấy. Thì các bạn đầu tiên các bạn hãy chọn mình tiệp APK trước, tiệp này trước. Các bạn mở. Các bạn đợi nó sắp xếp ứng dụng một tí. Nó sắp xếp ứng dụng, ok, thì các bạn sẽ bấm OK đây. Bước này các bạn đợi cho nó cài đặt tải về. Rất là nhanh thôi. Game này cũng là một cái game mà cũng khá là nhẹ các bạn. Ok, các bạn hãy bấm phần xong. Xong đấy, tiếp theo các bạn chọn cái tiệp data.
data các bạn xem à. Xem. Bấm tiếp lần nữa này. Tiếp theo các bạn giữ chọn cho mình, bấm sao chép. Tiếp theo các bạn chọn phần bộ nhớ thiết bị. Các bạn phần chọn phần Android. Data. Ok, các bạn dán vào cho mình. Dán. Bước này các bạn cũng đợi là dán đến 100%. Một chút thôi là xong thôi, rất là dễ. Ok, nó chạy đến 100% rồi. Tiếp theo các bạn lại bấm vào phần tải về. Cái là phần download ấy, đặt tải về. Và các bạn chọn cái tiếp OBB, tiếp cuối cùng. Cái cuối cùng là bạn cần làm. Đấy. Các bạn hãy bấm xem cho mình. Bấm một lần nữa này. Đấy, một lần nữa. Rồi tiếp tiếp này các bạn lại giữ chọn này. Bấm sao chép này. Đấy, ok. Tiếp theo các bạn chọn phần bộ thiết bị này. Android và OBB. Ok, như vậy mình đã được phần xong rồi. Các bạn cần dán vào rồi là xong. Dán khoảng mấy giây là xong thôi. Ok, như vậy các bạn đã tải xong game rồi. Bây giờ mình vào game mà chơi rồi. Chơi game này. Vào game. Bản mod này cũng là bản mod HD các bạn nhé. Super HD, là Planet. Đây, thì mình đã vào game rồi. Vào game các bạn nhé. Ok, như vậy nó vào game bên trong. Đấy, thì đây là cái game bên trong này. Thì các bạn nào mà thấy video mình hay thì hãy like, share, subscribe vào của mình. Các bạn nào có những ý tưởng gì hay có những cái thắc mắc gì hay có góp ý gì thì các bạn hãy vào ủng hộ mình, comment để mình có thể chỉnh sửa chất lượng video và chất lượng ảnh. Ok, thì mình rất mong các bạn ủng hộ cái kênh mới của mình, kênh CTM Gamer. Ok, bye bye các bạn, chúc bạn thành công, bye bye.